Chào mừng các bạn đến với kênh Tuấn Cường Vlog, thế giới trái cây và động vật độc lạ trên thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một sinh vật vô cùng độc đáo và hiếm gặp dưới đại dương, được biết đến với cái tên cá khỉ. Loài cá này nổi bật với bộ lông dày phủ khắp cơ thể, trông như một lớp áo bảo vệ khỏi những nguy hiểm xung quanh. Khi nhìn vào cá khỉ, điểm đặc biệt dễ nhận ra nhất chính là bộ lông mềm mượt như lông thú, phủ kín cơ thể của nó điều này khiến nó trở nên khác biệt so với những loài cá khác tạo ra cảm giác nó vừa là một sinh vật biển vừa mang dáng vẻ của một loài động vật trên cạn bên cạnh đó cá khỉ còn có hai chiếc vây bơi chắc khỏe giúp nó di chuyển một cách linh hoạt và uyển chuyển trong làn nước điều đáng chú ý là vây bơi của cá khỉ không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là công cụ để nó thể hiện sức mạnh và uy lực của mình dưới biển sâu và nếu bạn nghĩ rằng đó là tất cả thì hãy chú ý đến chiếc đuôi của nó chiếc đuôi của cá khỉ có hình dạng như một chiếc quạt xuê có thể mở ra và khép lại theo từng nhịp bơi khi nó bơi lượn dưới nước chiếc đuôi này tạo ra những đợt sóng mềm mại khiến cho toàn bộ quá trình di chuyển của cá khỉ trở thành một màn trình diễn nghệ thuật tuyệt vời không chỉ có vẻ ngoài kỳ lạ cá khỉ còn là một trong những loài cá hiếm gặp ít người có cơ hội chiêm ngưỡng đây là một sinh vật đặc biệt góp phần làm phong phú thêm sự đa dạng của đại dương bao la vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về loại cá khỉ độc lạ này nếu bạn thấy thú vị đừng quên bấm like chia sẻ video và đăng ký kênh tuấn cường vlog thế giới trái cây và động vật độc lạ trên thế giới để không bỏ lỡ những khám phá hấp dẫn tiếp theo cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video sau